sau này nhiều người người ta sẽ nói, ủa tại sao mày không đi target đi, ủa tại sao mày không thay content đi, thì mình có cái cơ sở lập luận với họ. Thứ nhất, content của tao hiểu khách hàng và tao đã làm rất tốt với bài content của tao rồi. Thứ hai, target của tao là target chuẩn và target ngách, nhắm trực tiếp vào đối tượng tiềm năng nhất của tao rồi. Bây giờ tôi muốn thay target thì lúc đó cái tỷ lệ chốt đơn của tôi nó phải giảm chứ, tại vì đây là cái nhóm ngon nhất, thì tôi chỉ có những cái nhóm ngon thứ hai, ngon thứ ba thôi. Thì lúc đó mức độ gọi là chốt đơn nó sẽ giảm, tỷ lệ lời nó giảm, thì quyền sử dụng quyết định như thế nào là ở tôi. Có nghĩa là mỗi con tài khoản nó sẽ có cái điểm giới hạn, gọi là điểm ngon giới hạn. Vậy khi mà chúng ta đi đến gần cuối cái điểm ngon của một con tài khoản, cái câu chuyện vẫn xoay quanh lại năm vấn đề. Tớ xin phép nhắc lại mới giải thích được ý này. Trong quá trình A/B testing thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm này, cái content này, cái target này, CBA như nãy tớ vừa nói, và bên cạnh đó cái lớp training thì nó sẽ liên quan đến việc là cái tài nguyên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có năm thứ đó. Lưu ý, cho dù là tất cả các thủ thuật tối ưu chạy quảng cáo, viral, chuyên sâu hoặc là super target của kia, nó cũng chỉ đi xoay quanh năm yếu tố này thôi. Vậy hiện tại sản phẩm của chúng ta là giữ nguyên không thay đổi, content của chúng ta là tốt, good không thay đổi, target chúng ta là gọi là target đi về bản chất của khách hàng rồi, rất chuẩn rồi, và chúng ta không thể thay đổi target. Có thay đổi thì chúng ta sẽ trả một cái giá đốt tiền nhiều hơn, nhưng mà chúng ta đang làm ngon thì chúng ta cố gắng giữ nguyên, chúng ta tìm kiếm bổ sung vào thôi. Rồi CPM này thì bây giờ tìm xong thì cũng là ngon rồi, và tài nguyên thì chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp dần. Vậy thì khi nào nó đến giới hạn của cái tài nguyên là khi mà tần suất, để ý nè, cho dù là mình có quảng cáo cả ngàn nhóm, cả trăm cái chiến dịch, thì cái tần suất này là cái không bao giờ thay đổi. Tần suất tổng nha, tần suất tổng này là cái không bao giờ thay đổi. Vậy khi cái sản phẩm content, target và điểm CPM nó đến giới hạn thì thể hiện ở cái việc đó là tần suất của chúng ta nó đậu tới 2 và đậu tới 3. Giới hạn của bốn thằng đó thì tới giai đoạn mà khi bốn thằng đó nó đến 2 chấm, 3 chấm thì bắt buộc chúng ta làm cái gì? Bỏ. Thay tài khoản quảng cáo. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta phải bắt buộc bổ sung thêm tài khoản quảng cáo vào để chúng ta viết bốn thằng ngon này. Vì đây là bộ bộ gọi là bộ tứ nó rất là ngon rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần là thay đổi tài khoản quảng cáo để chúng ta viết. Rồi, chỉ có phương án như vậy, cách mà để chúng ta nhận diện. Còn trong trường hợp đối với cái tài khoản quảng cáo này, chúng ta gọi là cố đấm ăn sâu đi, vẫn để một cái tình huống là chúng ta cố đấm ăn sâu với nó, thì chúng ta cố đấm ăn sâu dựa trên điều kiện nào nha? Phải có điều kiện thì mới cố đấm ăn sâu được. Đầu tiên, điều kiện thứ nhất đó là chúng ta có sản phẩm nằm trong hệ sinh thái. Đấy, là ví dụ như giờ Dương chạy sản phẩm A là với cái công thức vừa rồi là đã ngon, đã full lắm rồi, đã gọi là lời hả hê rồi. Nhưng bây giờ là tài khoản này nó đạt tới mức giới hạn cực độ của nó rồi. Thì có khả năng là mình phải bùng, tại vì nó đến giới hạn rồi. Nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng một sản phẩm B, sản phẩm C, sản phẩm D đối với con tài khoản này. Vì bản chất một con người người ta chi tiêu, người ta sử dụng trong cái cuộc sống người ta sử dụng nhiều mà. Thì hãy cố gắng gia tăng cái sản phẩm đi kèm cho tới cái sản phẩm gọi là sell up ấy. Và tớ tớ nghĩ rằng là Thịnh nên ở thời giai đoạn bây giờ là giai đoạn mà khi chúng ta đã có tệp, đã có data thì hãy cố gắng khai thác nó, chứ đừng có bùng. Bùng thì nó cũng chỉ gọi là giải quyết được cái yếu tố nhất thời thôi. Thật sự nha, nó chỉ giải quyết được yếu tố nhất thời, tại vì căn bản một cái tài khoản quảng cáo Thịnh đã nắm học, đã trên trao đổi với tớ nhiều rồi, thì một con tài khoản như thế này thì nó được gì? Nó đã được học AI rất nhiều. Nó được học từ cái việc mà chúng ta tối ưu cho nó rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một cái mã sản phẩm nào đó nó thực sự phù hợp với lại cái đối tượng này của chúng ta và nó nằm trong cái hệ sinh thái sản phẩm của mình, thì hãy bơm vào để khai thác họ. Tại vì căn bản con tài khoản này thực chất khi mà nó tối ưu ngon như thế này như Thịnh đang làm đấy, Thịnh không cần làm luôn ý, Thịnh chỉ cần vứt cam và thả không thì nó tự phân phối cho Thịnh luôn. Thì bản chất của con tài khoản này nó đã học rất thông minh rồi, nó học từ cái sự tối ưu của mình ấy. Đấy, cho nên phương án của tớ khi một con tài khoản đến giới hạn thì tớ sẽ thay và lấy cái tài khoản cũ dùng cho cái sản phẩm hệ sinh thái tiếp theo. Đó là phương án tớ sẽ lựa chọn. Còn nhiều anh em nói, nhiều người nha, sau này nhiều người người ta sẽ nói, ủa tại sao mày không đi target đi, ủa tại sao mày không thay content đi, thì mình có cái cơ sở lập luận với họ. Thứ nhất, content của tao hiểu khách hàng và tao đã làm rất tốt với cái bài content của tao rồi. Đấy. Thứ hai, target của tao là target chuẩn và target ngách, nhắm trực tiếp vào đối tượng tiềm năng nhất của tao rồi. Bây giờ tôi muốn thay target thì lúc đó cái tỷ lệ chốt đơn của tôi nó phải giảm chứ.
Tại vì đây là cái nhóm ngon nhất, thì tôi chỉ có những cái nhóm ngon thứ hai, ngon thứ ba thôi. Thì lúc đó mức độ gọi là chốt đơn nó sẽ giảm, tỷ lệ lời nó giảm, thì quyền sử dụng quyết định như thế nào là ở tôi. Ấy, Thành lưu ý vấn đề đó nha. Rồi, đây là điểm lưu ý. Cái số 3 là tài khoản cá nhân. Tới giai đoạn này rồi, chúng ta có cho nó lên BM, có nghĩa là nhét vào dòng 1 BM để nó chạy ngon hơn. Có. Câu trả lời là có. Tại sao? Tài khoản cá nhân thì nó sẽ tiếp cận bắt đầu từ 3% cho tới 8% trong tổng đạt, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ đưa nó lên BM và nó sẽ được gia tăng, gọi là gia tăng volume tiếp cận từ 8 cho tới 15, thậm chí là 20%. Tuy nhiên là chúng ta đưa nó lên ở giai đoạn nào? Phải có cái yêu cầu nha. Lợi ích là như vậy, nhưng chúng ta phải có điều kiện. Điều kiện để đưa con tài khoản cá nhân lên trên BM. Thứ nhất,